Tiểu sử cuộc đời Thánh Gioan Thiên Chúa. Gioan Thiên Chúa sinh ngày 8 tháng 3 năm 1495 tại Bồ Đào Nha. Cha mẹ ngài là những người nghèo khổ nhưng đạo đức và đầy lòng bác ái. Lúc 9 tuổi ngài bỏ nhà trốn đi theo một nhà mạo hiểm đã khéo kích thích trí tưởng tượng của tuổi thơ. Mẹ ngài đã qua đời sau 3 tuần đau khổ vì không biết số phận của con trẻ ra sao. Còn cậu bé bị bỏ rơi, thiếu thốn mọi sự nên đành ở đợ nuôi thân. Ngài giúp việc cho một nhà tiểu nông, hàng ngày lo đi chăn chiên, cho đến khoảng 20 tuổi. Chán với cuộc sống đều đều, ngài đăng lính đi chiến đấu ở Fontarabia. Thật bất hạnh khi kiếp sống suy đồi của các bạn đồng ngũ đã lôi kéo ngài tới chỗ mất cả lòng kính sợ Chúa. Nhưng Chúa đã không bỏ rơi kẻ ngài đã chọn. Ngày kia, khi đem thức ăn cho súc vật, Gioan bị té ngựa và bị trọng thương không còn cử động và nói năng gì được nữa. Nhận biết được mối nguy đang đe dọa thân xác tâm hồn, Thánh nhân khấn cầu Đức Trinh Nữ và hứa sẽ sửa mình. Nhưng khi vừa hết bệnh, ngài lại trở về đường cũ. Chúa quan phòng vẫn tiếp tục thể hiện tình thương bằng một hình phạt khác. Vị chỉ huy trao cho Gioan canh giữ chiến lợi phẩm. Nhưng vì bất cẩn sau đó mà chiến lợi phẩm biến mất, Gioan bị án xử giảo. Bất kể mọi phân bua kêu khóc. Đến giờ hành hình, may có một cấp chỉ huy cao hơn can thiệp ngài mới được tha với điều kiện là bị giáng cấp. Bất mãn, Gioan trở về chủ cũ và được tiếp đón niềm nở. Gia chủ còn đề nghị gả con cho ngài nữa, nhưng ngài đã từ chối và chỉ sống như một kẻ chăn chiên vô tội. 10 năm sau, Gioan lại đăng ký làm lính pháo thủ trong cuộc viễn chinh đánh phá Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến tranh kết thúc, binh đội Tây Ban Nha được giải ngũ. Gioan muốn trở về quê nhà. Nhưng người cậu cho biết mẹ ngài đã qua đời 3 tuần sau ngày ngài bỏ nhà ra đi. Cha ngài cũng mới qua đời tại một tu viện Thánh Francisco. Những lời trách móc sâu xé tấm lòng của đứa còn hoang đàng. Gioan quyết sửa những ngông cuồng của tuổi trẻ và muốn hiến thân phục vụ người nghèo khổ yếu đau. Gioan quyết định đi Phi Châu để giúp đỡ các Kitô hữu bị bắt làm nô lệ, với hy vọng được chết vì đạo. Tới Gibraltar, ngài gặp một nhà quý tộc bị thất sủng và phải đi đày. Cùng ông đáp tàu tới Ceuta, ngài đã phải làm việc để kiếm tiền nuôi ông chủ chẳng may ngã bệnh và lâm cảnh cùng quẫn. Đồng thời ngài đã vào các nhà tù, an ủi các tù nhân và săn sóc họ. Vị lãnh chúa qua đời. Gioan nhận lệnh của một tu sĩ Francisco truyền phải trở lại Tây Ban Nha là nơi Thiên Chúa đã cho ngài biết các ý định của ngài. Gioan trở lại Gibraltar. Ngài xin trời cao soi sáng và để nuôi thân ngài đi bán rong giày dép và tranh ảnh, nhưng vẫn luôn lo cải hóa các tâm hồn. Một ngày kia ngài gặp trên đường một đứa trẻ cùng khổ đáng thương với cặp giò trần trụi bị nứt nẻ vì sỏi đá. Ngài vác nó trên vai, dừng lại nghỉ. Đám trẻ chỉ cho vị ân nhân một trái lựu có mọc cây thánh giá và nói, hỡi Gioan Thiên Chúa, trái lựu sẽ là thánh giá của ông. Rồi đứa trẻ biến mất. Gioan hiểu chính Chúa Giêsu là đứa trẻ ngài đã giúp đỡ. Bây giờ Gioan đi Grenada để sống đời bác ái và thống hối. Thánh giá đầu tiên của ngài là đã bị coi như một kẻ điên, phải chịu mọi thứ sỉ nhục và bị đối xử tàn tệ. Ngài hành hương viếng Đức Mẹ Guadalupe, vừa bán củi khô để sinh sống. Cuối cuộc hành hương, ngài thấy Đức Trinh Nữ cúi xuống và đặt hài nhi vào tay ngài với y phục để bao bọc cho ngài.
Như vậy ơn gọi của Ngài là giúp đỡ những người nghèo khổ của Chúa Giêsu Kitô. Khi qua Oropesa, Gioan đã chữa lành một phụ nữ nghèo. Trở lại Grenada với số tiền kiếm được và với những của trợ cấp, Ngài thuê một căn nhà để thu họp những người khốn khổ, cho các người yếu đau bệnh tật trú ngụ. Ban chiều, Ngài vác giỏ đi ăn xin. Với hai cái song trên vai, Ngài la lớn, ai muốn hành thiện, xin tiếp tay với tôi đây. Ngài trở về nhà mang đầy những thực phẩm. Niềm vui cũng thật lớn lao khi Ngài dẫn về nhà vài chú nhân mới, một đứa trẻ bị bỏ rơi. Ưu tư của Ngài không ngừng lại nơi các thân thể bệnh tật. Ở đâu nghĩ là có linh hồn hư mất, Ngài liền đến cải hóa. Ngài chỉ nghĩ tới việc cứu vớt họ. Lần nọ Ngài mang về một người hấp hối mình đầy thương tích. Khi lau rửa và cúi xuống hôn chân bệnh nhân, Ngài thấy những lỗ đinh chói sáng. Và Chúa, vì chính Ngài, nói: Gioan đầy tớ trung tín của cha, mọi việc thiện con làm cho những người nghèo khổ là con làm cho chính cha. Cha đếm từng bước chân con đi và cha sẽ ân thưởng cho con. Bệnh viện tràn ngập ánh sáng khiến cho người ta ngỡ là một đám cháy. Ngày kia có một đám cháy thật. Ở bệnh viện hoàng gia tại Grenada, Gioan lao vào ngọn lửa mang các bệnh nhân ra ngoài, rồi trở lại kéo các bệnh nhân khác. Thật là một phép lạ, khi ra khỏi lò lửa mà Ngài vẫn sống. Trong một trận lụt, Ngài cũng thực hiện những chuyện lạ lùng như vậy. Giám mục truyền gọi Gioan Thiên Chúa đến, mặc cho Ngài y phục và từ đó Ngài và các môn sinh vẫn mặc. Khi đó Gioan Thiên Chúa đã thiết lập một hội dòng để giúp đỡ những người yếu đau bệnh tật. Dòng sẽ lan rộng trên khắp thế giới. Ngài xây thêm một nhà thương mới. Để trả nợ, Ngài phải đi quyên tiền ở Valladolid. Nhưng có quá nhiều người nghèo vây quanh đến nỗi Ngài đã phân phát hết số tiền quyên được. Người bạn chỉ trích. Ngài đáp lại: Này anh, người ta tặng ban cho ở đây hay ở Grenada cũng luôn là vì Chúa, bởi vì Thiên Chúa ở khắp nơi và trong mọi người nghèo. Gioan tận tụy với mọi người đau khổ không phân biệt. Ngài ngã bệnh khi Tổng Giám mục Grenada kêu tới. Ngài đi ngay và là để nghe trách cứ vì đã nhận cả những người cứng lòng. Thánh nhân trả lời: Nếu con chỉ nhận những người công chính, bệnh xá của chúng con sẽ trống vắng ngay, và làm sao có thể lo lắng cho các tội nhân. Hơn nữa con nhận biết mình chưa làm tròn hết bổn phận, cũng như con hổ thẹn mà thú thực rằng trong nhà thương, Gioan Thiên Chúa là tội nhân duy nhất đã ăn của bố thí một cách vô ích. Nghe những lời này, vị giám mục cảm động đến rơi lệ và ca tụng Gioan. Ít lâu sau, Ngài ban các bí tích cuối cùng cho thánh nhân. Sắp chết, Gioan còn thực hiện một điều lạ lùng. Ngài được biết một người thợ dệt sắp thắt cổ vì quá cực khổ. Ngài liền vội vã ra đi, tới thẳng người xấu số sắp kết liễu cuộc đời và cứu ông ra khỏi cơn tuyệt vọng. Vào giờ phút cuối cùng, thánh nhân thú nhận ba thứ lo lắng làm xe thắt lòng Ngài là bất xứng với ơn phúc đã lãnh nhận. Ưu tư cho những người nghèo mắc cỡ mà Ngài đã bỏ qua không trợ giúp được và những món nợ Ngài đã mắc phải vì các người xấu số. Sau thời gian chăm chỉ làm việc trong bệnh viện của mình, bản thân Gioan cũng bị đau bệnh. Năm 1550, Gioan qua đời vào đúng sinh nhật của Ngài. Ngày 21 tháng 9 năm 1630,
Giáo hoàng Urbano VIII đã tuyên phong Gioan Thiên Chúa lên hàng chân phước. Ngày 16 tháng 10 năm 1690, Giáo hoàng Alexander VIII nâng ngài lên bậc hiển thánh. Ngày 27 tháng 5 năm 1886, Giáo hoàng Leo XIII tuyên phong Thánh Gioan Thiên Chúa và Thánh Camillo Zelelis làm bổn mạng các bệnh nhân và bệnh viện. Ngày 28 tháng 8 năm 1930, Giáo hoàng Pio XI đã long trọng đặt Thánh Gioan Thiên Chúa và Thánh Camillo Zelelis làm đấng phù hộ các nghiệp đoàn điều dưỡng công giáo, cùng tất cả các nam nữ y tá trong mọi thời đại. Ngày 6 tháng 3 năm 1940, Giáo hoàng Pio XII tuyên phong Thánh Gioan Thiên Chúa là bổn mạng đệ nhị thành phố Granada, nước Tây Ban Nha. Vòng xoáy lợi ích. Danh vọng trong cuộc sống hiện đại dường như luôn tạo ra sức hút và sự hấp dẫn mạnh mẽ cho những tính toán thiệt hơn xuất hiện khi ai đó bắt tay vào làm việc. Dù vậy, vẫn còn có biết bao tâm hồn thiện lành không trôi dạt theo dòng chảy kia khi được Đức Kitô chiếm giữ và làm rực sáng những góc tối u uẩn nhất của lòng người. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Bước theo sau đấng chịu đóng đinh và để cho khuôn mặt của Thiên Chúa được thêm phần tỏ lộ giữa gian trần. Thánh Gioan Thiên Chúa đã không để cho trái tim mình bị bóp nghẹt bởi những cay đắng, đau khổ do con người tạo ra. Nhờ tâm hồn tràn ngập yêu thương và dấn thân vô vị lợi, chiêm ngắm tinh thần quảng đại của Thánh Nhân, chúng ta cùng nguyện ước cho mọi người, nhất là cho các bạn trẻ đang sống trong thế giới hiện đại có được sự sáng tạo và nhiệt tâm, sẻ chia và phục vụ. Lớn lên trong một gia đình nghèo khổ ở Bồ Đào Nha, cậu bé Gioan đã có những chuỗi ngày phiêu bạt đầy vất vả với rất nhiều nghề, từ chăn chiên, lính canh, thủ kho, thợ tự do đến bán sách báo và giày dép. Cậu có lối sống phóng khoáng trái ngược hẳn với cuộc sống đạo đức đầy tình bác ái của mẹ cha. Tuy nhiên, cậu đã được biến đổi khi cậu lắng nghe bài giảng của cha Gioan Avila, một vị thừa sai thánh thiện. Điểm khởi phát ấn tượng và nhiệm màu này đã xóa đi hoàn toàn dấu vết ích kỷ nơi Gioan, để ngài thật sự trở nên một Gioan Thiên Chúa thấu cảm sâu sắc những nỗi thống khổ của tha nhân. Trong hy vọng và yêu mến Chúa, cùng với bài học từ thực tế không mấy êm đềm, Gioan đã đi bước trước để thành lập cộng đoàn anh em bệnh viện và mở một nhà thương chăm sóc bệnh nhân. Lòng nhân ái của Gioan tiếp tục tạo ra hấp lực và lan tỏa tới những tâm hồn khác cho tới ngày nay. Thao thức, chăn trở với bao mảnh đời cùng khổ, nên ngay cả khi đang hết tình và quảng đại phục vụ, Thánh Nhân đã nhận thấy những giới hạn và ngài chia sẻ, ở đây, tôi mắc nợ và bị cầm tù vì Chúa Giêsu Kitô. Khi tôi thấy biết bao người nghèo phải khổ cực quá sức, thiếu thốn trăm bề trong tâm hồn cũng như ngoài thể xác mà tôi không làm vơi nhẹ được nên tôi rất buồn. Nhưng tôi tin cậy vào Chúa Kitô, vì người biết lòng tôi. Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn dành cho người trẻ đã nói, nơi nhiều người trẻ, chúng ta gặp một khát vọng sâu xa muốn sống đời mình một cách mới mẻ. Trong tất cả những điều này, chúng ta có thể nhận ra những khởi điểm thật sự, những nguồn lực nội tại đang chờ nhận được một lời kích hoạt, soi sáng và khích lệ. Đối với Thánh Gioan Thiên Chúa, khởi điểm ấy lại không mấy êm dịu. Nhưng thay vì để mình rơi vào lỗ hổng nhân cách khi bị hành xử thô bạo và thiếu thiện cảm trong bệnh viện, thì Gioan lại lấp đầy tất cả bằng cuộc hoán cải nội tâm dứt khoát và làm cho phần còn lại của cuộc đời ngài thành những chuỗi ngày của bác ái yêu thương, phục vụ người nghèo và người bệnh. Như thế,
thay vì tạo ra trái đắng và trả lại cho đời vị chua chát hiểm thù, thì do An Thiên Chúa lại mang đến hương vị dịu ngọt cho tha nhân, cùng bao giá trị lành thánh của đời phục vụ. Một tâm hồn quảng đại, rộng mở sẽ không mang ánh mắt bi quan, nhưng luôn ý thức rằng không thời điểm nào là quá trễ để bắt đầu những phút giây hăng say phục vụ. Khi những lo ngại xuất hiện và nó cản trở nhiệt tâm tông đồ, thì ước mong sao chúng ta nhớ rằng Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh ý nghĩa của những năm tháng tuổi trẻ phải là một thời gian của quảng đại dấn thân và hết lòng cống hiến, của những hy sinh không hề dễ dàng nhưng đem lại đầy hoa quả. Rằng khi người trẻ cảm thấy mình yếu nhược, dã rời hay vỡ mộng, hãy xin Chúa Giêsu đổi mới, để người trẻ không tước mất của thế giới phần đóng góp mà chỉ mình mới thực hiện được trong tất cả nét độc đáo riêng. Lạy Chúa, khi gia đình nhân loại đang đối diện với nỗi lo chung là thảm trạng dịch bệnh, nguyện Chúa thương giúp chúng con luôn hết tình phục vụ, quảng đại dấn thân như Thánh Gioan Thiên Chúa, biết xóa mờ những toan tính trần tục để đẩy lùi bầu khí ảm đạm hiện tại và tạo nên mối dây liên đới với muôn người. Amen.